Muốn chơi sao hả? Mỗi người lấy lá con người nào lớn đi. Ok. Anh là khách nhường anh trước. Hả? Phải biến tấm nhỏ nhất cho mày mới được. Lật bài đi. Hình như là hôm nay anh không được hên lắm. Gì hả? Cho dù anh có may mắn đi nữa chưa chắc thắng tôi đâu. Tức là khó mà không thắng được anh đó hả? Hả? Lá bài của anh ở đây nè. Thank you.